Ôi trời 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 trời. Hèn chi Vũ nói có ai có dấu đi qua đi lại nè. Nè cô chú anh chị. Thấy chưa? Luôn chà bá nện nhân luôn. Có người đi xịt rõ ràng. Thấy cái dấu hoàng 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 vinh đó. Vũ chào cô chú anh chị nha. Đây, sáng giờ ngồi xỏ mấy cái lưới lầm lờ nè. Hôm nay đi thăm cái luồng lờ ở dưới bà nội. Đây, sáng ăn lẹ đi làm nha. Đây là cá hủng hỉnh với tép đồ của chú anh chị. Ốc bu vàng luôn nè. Làm mới đi thì đi. Có không? Con cá em đó không? Coi con cá không? Ừ. Rồi, Vũ mời cô chú anh chị nha. Ăn mình ăn dội để mình đi cô chú anh chị. Chứ sáng sớm mà, ăn nhanh để ông trời ông chứ mưa nữa kìa. Bên đây có món cá dầu kho lạc. Trời cũng bắt đầu chứ mưa, không biết tình hình hôm nay sao đây. Ăn xong rồi ra ngoài soạn đồ đi. Hôm nay cũng đem theo mớ lờ để dặm vô. Cá bê chầu ngon á. Con này ăn là béo cực kỳ. Thêm chết nè. Ác hiểm. Mày ra đây tao đập cái đầu mày luôn. Mày đi ra đây. Phá cửa rồi tao để nó ra. Mình coi nó kìa. Đến nơi rồi. Rồi cái đầu tiên. Bữa nay thấy hết giật rồi. Vũ mới lấy cái vỏ về. Ôi bữa nay không xong rồi. Ôi dồi. Trời nó ơi. Chỗ này bữa nay hết linh rồi. Trời ở đâu giờ trời. Nó ngập tùm lum hết trơn rồi. Rồi để Vũ mồi mồi sát sát trong kia. Cái này chắc bị mắc cạn quá ta. Chưa chưa. Sáng nay nước nó hơi cạn đó cô chú anh chị. Tại Vũ tranh thủ đi sớm nè.
vừa đặt vừa dời, với lại đặt thêm số này nữa, chục cái đúng luôn. Rồi, không thể giấu rồi, không thể giấu, đừng có gách lờ nha. Kỳ gì? Hồi để vui dời nó của chú anh chị cái lời này. Ồ, gách luôn rồi. Hẹt chì thấy không có vô cá, nghi nghi gách mấy lỗ ở đây luôn. Kỳ vậy ta. Cái này cũng không có hiện tượng dính luôn à. Ba cái rồi trời. Ba cái mà chưa đựng con gì cho ngộ vậy. Gắt không trời. Bữa nay chắc Vũ Nghi đi qua cánh này bị mắc mưa xiền luôn. Đường nào chạy á. Trời cũng có hu đen như mực luôn. Ba cái rồi chưa đựng con cái gì hết trơn trời. Ê, Vũ thấy cái lợn nó giật rồi. Thấy cái lợn nó giật rồi đó. Mà không biết con gì thôi. Kìa, dấu phì lên kìa. Phì cái lợn lên. Đó. Mấy con đây là cái lợn đơn giản mà nó phì cái này trời. Trời ơi. Con cá chê. Sáng ngồi ăn cơm ở nhà là nói bữa nay đem theo cái kìm để bẻ mấy cái gai cá chê này mà quên đem nữa rồi. Lời ngon gì mà dính được con cá chê trời. Dở ơi là dở. Đi bắt cái ra luôn. Nằm yên ơi. Rồi, dính này. Ớn mấy cái chê này lắm. Một con à. Chè này bữa nay đâu ngã đây trời. Đây cái nữa nè. Rồi cái này bữa nay hiu rồi. Lội lơi gần mình không giật cái lờ. Dạ. Gách quá. Cái thế này giống thế gách lờ quá. Không dính thì đừng có gách nha em ơi. Giá mệt lắm. Hên quá không có gách cô chú anh chị. Vì là ngon. Tình hình bữa nay hơi bị lâu á, tại vì Vũ thăm rồi đặt rồi dời tùm lum á. Đây ra mà chống, ui lặt cái lờ rồi. Cái lờ có dấu hiệu lặt rồi nè. Sao không thấy cá ta? Không thấy dấu phì. Ôi trời, bồ hồng nó bay vô miệng. Ô mũi chứ. Cái gì không hả? U.
200g cá sặc. Cái loại lặt mà có 9 cái sặc trời. Quá mũi. Trong này nó khó đi lắm. Ây da. Ui giời. Lù vô đặt cái lời không có dễ chút nào hết chứ. Lội chỗ này mà không dính nữa là thua luôn. Rồi cái lời nằm trên mặt nước luôn rồi. Ây da. Ôi ra đây khỏe chống chống rồi nè. Kìa cái lời vũ lao nằm trên mặt nước luôn kìa. Trong đây hơi khó đi. Ê hình như có con cá chổng luôn cô chú anh chị ơi. Đúng rồi có cá kìa. Ủa cái lợi nằm trên khô gì mà dính luôn. Sáng nay nước quá cạn luôn. Dấu phì lợi luôn kìa. Ui cái lóc bự luôn. Sao rút ra được đây. Chứ cái gì vậy. Sao mà nhét cái lợi vô. Trong gốc kẹt rồi không. Chỗ trống lỏng gì mà được con cá cô chú anh chị. Ây da. Tối hù luôn à. Bữa nay chết sống gì cũng đem cá theo chứ. Chỗ này cũng xa nhà dưới quê nội vũ. Vô rồi. Đừng con cá này cũng ngon rồi. Trong đây tối hù rồi của chú anh chị. Trời đang chỉ mưa nữa. Ừ vô vô. Ôi trời mũi rồi nè. Quá trời luôn. Để vô thăm cái giết lẹ ra khu này mới được khu này. Quá trời mũi. Dạ. Rồi cái này phọc rồi. Thấy thế không im rồi. Ai biết đâu được có phì không. Rồi không phì phọc thiệt rồi. Không dính. Không dính này. Để kiểm tra có gách không giá lại. Dạ. Rồi trời mũi nó cắn ông nội vô. Sưng mình mấy luôn á. Ui. Rồi đi ra ngoài trống rồi. Ra ngoài đây thì ông trời không có mưa luôn. Dữ lắm nó mưa rồi. Không chạy ta. Trời ơi. Kiểu này đây chạy con gì. Kìa mưa kìa. Nói rồi bữa nay thế nào cũng bị mắc mưa chặn. Không ngờ nó đến sớm thiệt. Đây một cái nữa nè. Quá trời mưa luôn. Ôi sao nhỏng cái đít lên vậy ta. Có cái gì không đây. Trời ơi. Thêm chiến nữa coi. Ồ cái lợi chỗ này nó ngon vậy mà. Nhổng đít lên mà không dính trời. Ngộ thiệt. Đây bập về nước không cô chú anh chị coi nè. Mấy con này thì thế cá khủng không hết chứ. Đây cái nữa. Ôi nhổng đít nữa rồi. Nhổng đít nữa rồi mà không biết cái gì đây, nói chơi nói thiệt đây.
Trời ơi trời, con gắn chung khổng lồ, nó chui đít lên một cái hết hồn hết trơn rồi nè. Cô chú anh chị nhìn nè, chính đâu cặp năm gì rồi trời. Hồi giờ con gắn chung mà nó không lọt cái lào là cô chú anh chị biết gắn chung nó khủng cái nào rồi đó. Hết hồn hết trơn luôn. Ôi con này nó vô nó ăn con lươn trong cái lào vũ rồi cô chú anh chị. Cái bụng quá trời, cái bụng rồi nè. Gắn chung mà không lọt lào thì cô chú anh chị hiểu ha, biết cái bự cái nào rồi đó nè. Hết số con gắn chung luôn, 3-4 con cua bắt hết. Để coi có gách hôm không đây, vô 2-3 con cua luôn mà không gách hôm ha, được cũng ngon. Đây cô chú anh chị nhìn thấy gắn chung đẹp không, chà bá nện luôn, nó không lọt là vô bỏ vô đây nó cũng không lọt ra được đâu đó, chui vô đó rồi là an toàn rồi. Để chú đặt lại ha, còn đây con cua nữa nè. Rồi chỗ này ngon hết sảy luôn mà thăm chiến này chiến thứ hai rồi nè. Trời ơi, trời ơi, nó gách hai chiến, gách hai chiến luôn, dữ thiệt. Hên quá gách con bên nè, đây nè, lỗ chà bá nện gì dính con gì nữa, cua không đó. Quá trời rồi, trời ơi, bữa nay tao nói làm thịt cho mũi luôn, nãy giờ không dính luôn á nha. Gắn lại đây, hai cái loại tự tin ngon nhất nách mà không dính, chiến gọi gắt hết trơn hai cái luôn. Ơi chiếc này có hàng à, thấy nó nhịp nhịp cái lợ nè, không biết con gì đâu nha, không biết con gì. Trời ơi một lỗ nữa, quá đừng có gách ông ơi. Ôi ơi cái này cô chú anh chị ơi sợ luôn rồi đó, cái lợ mới chạch mới đang hôm bụp luôn, gách thua chết thiệt. Con cua này bắt mày về ăn mày chỉ mới hả dạ tao nè. Cái này sao đây, rồi luôn, lại là cua nữa. Ý cái con gì gắn gì vậy, ôi ôi gắn gâu hai con cua rồi. Ai hiểu nổi cái cảm giác này của Vũ không. Coi nè, giờ kiếm lỗ nè, coi để Vũ gỡ ra nhanh mới được. Quá trời mũi rồi, bành xác rồi, không dám đội cái nón lên luôn á, mũi nó bu trời ơi, tha hồ mà giá luôn, tới luôn. Sưng mình luôn, không dám ngồi trên bờ mà giá lờ luôn á, ngồi dưới mương lú cái đầu lên, cắn một bành hai cái lỗ tai vậy. Mưa nè, trời âm u nè, bữa nay chắc cắt quá. Nay thua rồi cô chú anh chị ơi, lời cũng còn mà thấy tình hình nó hiu quá trời hiu, thăm cái này luôn. Rồi cái này chắc hiu rồi, rồi một con cua. Ây da, đừng gách một lỗ, bên đây thì không có nghe, hên quá con lỗ à, không sao không sao. Chủ tách con cua bỏ đây luôn, coi con lươn khủng nào vô không.
một con. Nước bên này cạn quá. Con cá cũng nhỏ, không bự. Ồ ôi. Cá lóc nặng hơn chú anh chị ơi. Coi cái lợ nó gắt đây nè. Một đống lỗ luôn. Bên đây nữa nè. Lỗ nào nó chành bành gì nè. Nè. Đó. Gì mà nó không ra trời. Số này coi như tặng này, còn cứng. Mỗi bữa là con đó là vô thả rồi đó, nhưng hôm nay có bán được rồi. Với lại hôm nay cá ít nữa. Bán luôn, đắt về bán luôn, gấp gió thành bão. Con cua đực như con cúm nha. Ai da, tha mày đâu có tha mày được mày, kẹp lời tao mà tha mày hả? Ồ cái lời. Nè nổi lên luôn nè. Không có luôn. Ủa hổm thiếu cây á. Thiếu cây cho nên chỏi hai cây. Này chặt cây sậy nhóc niêm vô. Bữa nay chắc banh xác thiệt rồi. Kiểu này cái đà này. Ồ, gắn nữa trời. Bữa nay gặp gắn nhiều quá trời. Gắn nước có chạy đây nè. À cái lờ có dấu phì nè. Nè, có phì lỗ lên không biết cá bự cái nhỏ nè. Rồi. Hiểu luôn ha. Cái lờ có dấu phì mà dở lên không thấy dính rồi, thấy rồi đó. Hổm vô chim có hai cây à. Hai mới đem lại nè, chim lại nè. Ai xịt còn quặn ở đây nè trời. Rồi. Cái này hổm chạy nguyên bầy cá rô. Bữa nay hết thấy luôn. Gạch nữa rồi quá. Không gạch của chú anh chị. Hên quá. Không gạch còn xài được. Ê mày lội dầu. Trời ơi. Trời ơi cái lợ. Cái lợ mày vô con cò mới ghê chứ. Nổi mẹ ơi. Đặt cá cái vô cò luôn. Vô con cò đỏ. Hết. Ừ. Ôi trời 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 trời. Hèn chi Vũ nói có ai có dấu đi qua đi lại nè. Nè cô chú anh chị. Thấy chưa. Lương chà bá nện nhân lương. Có người đi xịt rõ ràng. Thấy cái dấu hoàng 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 vinh á. Thua. Bữa nay nước giật. Hiểu ha. Cô chú anh chị hiểu ha. Đi đặt mấy cái khu vực mới mới này là dễ bị mắc lờ lắm. Rồi cái này. Bữa nay cạn nữa rồi. Không dính luôn. Mắc lợ không dính liên tục.